cuối tuần tôi chuyển cái bên hao nha, cuối tuần chuyển cái bên hao, vài ngày nữa chuyển rồi, chuyển cái bên hao mới. Tôi review game bên hao mới cho anh em nha, làm cái vlog review game bên hao mới. Với lại anh em có muốn tôi đi ASEAN tôi làm vlog không? Mà thường mấy ông quay vlog là mấy ông quay bằng điện thoại hay quay bằng camera nha anh em? Tôi xài cái XMX rẻ này nó có quay vlog được không? Tôi nghĩ là không quá. Tôi thấy ghi cái bộ nhớ ghi tôi xài còn không đủ nữa. Mượn anh Alpha được không ta? Không biết Alpha có không ta? Không biết Alpha lúc đó Alpha có đi công tác ở đâu không? Xin mượn Alpha cái. iPhone 7 lớn. Tôi đọc cái vụ mà chụp hình iPhone 7 lớn rồi nha. Quay điện thoại thì 13, 14 Go Max mới nét. Ai da, giờ sao ta? Mượn anh Khánh hả? Anh Khánh mà mượn gì? Anh Khánh kêu anh Khánh mua cho luôn chứ mượn gì? Kêu anh Khánh mua cho luôn đi, mượn gì nữa? Nè em nhớ subscribe kênh cho tôi nha. Lát này đi biết. Sao làm tí Samega nha. Dấu tên 283 đã uy scan 100.000 đồng. Livestream vui vẻ. Cảm ơn 283 nha, cảm ơn bạn. Ồ, chăm sĩ, 100k, 100k, ngon. Làm game Samega nhá. Lâu không chơi. Giờ mới chế rồi. Bên kia lập Raven nè. Lập Raven 100 Raven nè. Năm mấy chúng ta từng hẹn bên nhau em nhớ mà. Nơi cho nên hoa mong một chút mềm mong nhưng xót xa. Tôi như chúng ta đành đứt qua nhau như phim đang. Lập bảo lập bỏ túi lên sẽ đi đờ chứ kèo này chả bỏ túi, kèo này kèo trên bỏ túi họ vội luôn chứ. Ngay vịnh cao tơ Samira bỏ túi đúng rồi. Cái này nhường á, cấp 1, cấp 2, cấp 1 nhường. Cấp 1 đánh láo nó giết mình luôn á, này solo kill mình á, nó biết chơi solo kill mình. Và đó là Gam Slayer. Cảm ơn Alibaba nha. Tôi quay đời rồi. Mấy người ta thanh tẩy hay nhanh. Trời ơi, sao em không làm gì luôn vậy? Sao em không làm gì luôn vậy? Á, xài lát đúp cái giết ba luôn rồi trời. Hay à? Xuống nuôi cho Raven. Sao ghê nó không làm gì luôn vậy ta? Ghê lát lên đúp cái giết nghi ghê tôi giết ba luôn rồi. Sắp nó nghĩ đời yếu hả? Đồ đời như đây mới nghĩ đời yếu được hả? Chết. Trời ơi, em muốn làm gì vậy? Em muốn làm gì vậy em trai? Anh sắp không, mình sắp không thể kịp gheo rồi. Đó là mình ngọc lắm. Sắp hết lát này không sợ. Chuẩn bị Nico biến thành Cream Gamit giờ. Này, tập trung bên em mà nãy không đi. Đầu tôi đang suy nghĩ chuyện khác à, tôi đang suy nghĩ gì á.
Thành thể nhanh chứ khác rồi. Trong đầu chưa có tính là con Nico đó, không thấy Nico đó. Lo xử lý, do lo tính mấy cái đường giết mấy con kia quên Nico, không có để tay cái chỗ thành thể. Cứ đụng vô người nó là ba bốn thằng, đụng vô người ba bốn thằng. Oh no. Ừ. Chùi lại bắn mình vậy, đậu xanh. Chùi lại bắn kia mà. Một cái tẩy là không đủ. Phải lên thêm cái tẩy nữa. Rồi, Amagon đi giết hết. Beta kill anh em. Amagon là beta kill luôn á. Trời, thiệt luôn á, năng thiệt luôn á trời. Điếc không sợ súng mà. Nó bỏ rồi, đấy. Nó qua kêu vậy. Bên ta đâu? Bên này kêu mới đúng kịch bản chứ. Thỏ 7 màu đã rescan 50.000 đồng. Quá giữ anh đe. Cảm ơn thỏ 7 màu nha, ok cho em. Giá bán này sao? Giá bán này em thấy sao? Mãn nhãn của em, mãn cái đầu nhãn của em chưa?